lại có 10.000 vị tự tại thiên vương ở trong hư không, đều giải hoa trời nói như vậy thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì ánh sáng lửa đó sáng rực che lấp hết thảy cung điện các đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen khiến cho chúng tôi ở trong đó chẳng sinh tâm vui thích bèn cùng với quyến thuộc đi đến chỗ vị bà la môn vị bà la môn này vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho tâm chúng tôi đắc được tự tại ở trong phiền não mà đắc được tự tại, ở trong thọ sinh mà đắc được tự tại, nơi các nghiệp chướng mà đắc được tự tại, nơi các ta muội mà đắc được tự tại, nơi các đồ tra nghiêm mà đắc được tự tại, ở trong thọ mạng mà đắc được tự tại cho đến đối với tất cả phật pháp đều đắc được tự tại lại có 10.000 hóa lạc thiên vương ở trong hư không tấu âm nhạc trời, cung kính cúng dường nói như vậy. Thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó chiếu đến cung điện các đồ trang nghiêm của chúng tôi và các thẻ nữ, khiến cho chúng tôi chẳng thọ dục lạc, chẳng cầu dục lạc, thân tâm nhu nhuyến, bèn với đại chúng tụ lại đi đến chỗ vị bà la môn. Bấy giờ, vị bà la la môn vì chúng tôi thuyết pháp khiến cho chúng tôi tâm được thanh tịnh, tâm được sáng sạch. Tâm được thuần thiện, tâm được nhu nhuyến, tâm sinh hoan hỷ cho đến khiến cho đắc được mười lực thanh tịnh, thân thanh tịnh, sinh vô lượng thân cho đến khiến cho đắc được thân Phật, lời Phật, tiếng Phật, tâm Phật, thành tựu đầy đủ trí nhất thiết trí. Lại có mười ngàn vị đâu xuất thiên vương, thiên tử, thiên nữ, vô lượng quyến thuộc, ở trong hư không mưa xuống các hương thơm vi diệu cung kính đảnh lễ nói như vậy thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì khiến cho chư thiên chúng tôi và quyến thuộc ở tại cung điện của mình chẳng còn vui thích bèn cùng nhau đi đến chỗ vị bà la môn này nghe vị bà la môn thuyết pháp khiến cho chúng tôi chẳng còn tham cảnh giới, ít dục biết đủ, tâm sinh hoan hỷ, tâm được sung mãn, sinh các căn lành phát tâm Bồ đề, cho đến viên mãn tất cả Phật pháp lại có mười ngàn vị tam thập tam thiên cùng với quyến thuộc, thiên tử thiên nữ vây quanh trước sau, ở trong hư không mưa xuống hoa mạn đà la, cung kính cúng dường nói như vậy. Thiện nam tử khi vị bà la môn này dùng năm thứ lửa đốt thân thì khiến cho chư thiên chúng tôi đối với âm nhạc trời chẳng còn sinh tâm ưa thích đều cùng nhau đi đến chỗ vị bà la môn.